Xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Trên tay của Lê Hoàng hiện tại đó chính là một cặp micro không dây đến từ thương hiệu Debra. Trước đây thì Lê Hoàng cũng đã chia sẻ cho anh chị và các bạn một cặp đến từ thương hiệu Debra, đó là cặp micro Debra A25, thì đó là dòng cao cấp của Debra. Và ngày hôm nay thì Lê Hoàng chia sẻ cho anh chị và các bạn thêm một dòng sản phẩm gọi là đàn em của con A25. Đây là con Debra A15. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ mở hộp ra cho anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Rồi bên trong hộp sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có đầy đủ như thế này ha. Rồi, với chi phí tầm dưới 1 triệu là chúng ta sẽ có một cặp micro Debra A15 pin sạc như thế này. Bên trong hộp sản phẩm thì nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái thông số kỹ thuật cũng như là chi tiết về cách sử dụng này kia. Nói chung là cũng rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần bỏ pin vô, chúng ta sạc đầy pin và chúng ta xài thôi. Rất là đơn giản ha. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ lấy tiếp tục. Ở đây nó cho chúng ta hai cái bông lọc âm. Cái này thì nó gọn gọn thôi, chúng ta có thể gắn lên trên cái đầu micro á để bảo vệ cho micro được tốt hơn, cũng như là tránh những cái tiếng phì phà, hay là chúng ta chống những cái gọi là nước bọt đi khi chúng ta hát nó văng vào đó, thì bảo vệ được cái đầu micro tốt hơn. Rồi, đây là cặp micro của chúng ta. Rồi, đây là cặp micro Debra A15 mà Lê Hoàng muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn. Chúng ta cùng thấy cặp micro nó có một kiểu dáng rất là thời trang như thế này ha. Chúng ta nhìn thấy này, nó rất là gọn gàng và nó được sơn bằng nguyên một cái màu đen nhám như thế này. Nó chống bám dấu vân tay và cũng rất là khó trầy khi chúng ta cầm nắm, chúng ta sử dụng thường xuyên ha. Và trên cái đầu micro này thì nó được sơn bằng một cái màu bạc và có một cái viền xanh da trời này, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp ha. Với cái kiểu micro đầu tròn như thế này thì nó sẽ cho chúng ta một cái âm thanh rất là chất lượng nè. Và những cái âm thanh chúng ta hát nó sẽ thu vào hết ở xung quanh như thế này. Rồi, chúng ta cùng thấy ở trên này nó có một cái màn hình hiển thị LCD rất là đẹp nè. Chúng ta nhấn nút nguồn lên, nó sẽ sáng lên như thế này. Mọi người thấy không? Ở đây nó hiển thị tần số nè, cũng như là pin nè. Rồi, ở trong này được sử dụng pin sạc, được sử dụng bằng pin sạc. Chúng ta cùng thấy wireless ha. Rồi, đây là pin sạc 16850. Hết pin là chúng ta có thể gắn sạc bình thường đây. Ở đây, hai cái đầu này, chúng ta có thể ghim dây sạc luôn. Theo bộ thì nó cho chúng ta một cái dây sạc như thế này ha. Chúng ta ghim vào đây. Và cái đầu còn lại này, chúng ta sẽ ghim vào trong adapter của sạc điện thoại, là chúng ta có thể sạc được trực tiếp cho dòng sản phẩm của chúng ta rồi. Và đây là đầu thu của micro Debra A15. Chúng ta cùng thấy cái đầu thu nó rất là gọn như thế này ha. Và có một cái râu sóng rất là mạnh mẽ. Với cái đầu thu này thì chúng ta có thể bắt sóng được trong khoảng từ 30 đến 50 mét trong điều kiện không có vật cản ha. Và cái đầu thu này của chúng ta thì nó cũng sử dụng pin sạc 16850 như thế này ha. Đó, chúng ta bỏ pin vào và chúng ta gắn vào đây. Rồi, thì chúng ta cũng sạc trực tiếp ở trên đây được luôn. Nè, mở nguồn lên. Rồi, nó sáng đèn như thế này, có nghĩa là đã có pin hoạt động ha. Xài xong thì chúng ta cứ việc tắt như thế này thôi. Rồi, và chúng ta cũng có thể sạc được trực tiếp ở đây luôn bằng cái cọng này. Đó, một đầu chúng ta sẽ ghim vào đây và đầu còn lại chúng ta sẽ ghim vào adapter của sạc điện thoại là sạc được ngay lập tức rồi. Ngoài ra phụ kiện đi kèm thì chúng ta có hai cái chống lăn gọn gọn như thế này ha. Thì chúng ta có thể gắn nó vào trong này. Đó, rồi chúng ta để lên trên bàn này kia để tránh trường hợp nó bị lăn đi rớt xuống đất thì nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến cái micro của chúng ta. Hai cái chống lăn ha. Và nó cho chúng ta thêm một cái cổng chuyển từ 6 ly ra 3.5 như thế này cho cái đầu thu của chúng ta. Ví dụ trong trường hợp anh chị và các bạn nào chúng ta xài những cái dòng sao cạc thu âm hotline á, mà cái đầu micro vào đầu 3.5 nè, đó thì chúng ta sử dụng cái cộng chuyển này. Còn nếu trường hợp anh chị và các bạn chúng ta xài âm ly nè, loa kẹo kéo nè, mixer nè, vang số nè, thì đa phần là nó là cổng 6 ly như thế này, chúng ta cứ cần ghim trực tiếp vô là được. Rồi, thì một cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ gồm có đầy đủ ha, những cái phụ kiện đi kèm micro nè, cặp micro và một cái đầu thu như thế này. Anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng cái này ha, chỉ với chi phí dưới 1 triệu thôi là chúng ta có thể cải thiện được cho âm ly nè, loa kẹo kéo nè, hay là những cái dòng loa kẹo kéo mà chúng ta xài lâu ngày micro nó bị hư á, thì chúng ta mua cặp này về, chúng ta ghim vô cái lỗ micro trên loa kẹo kéo là chúng ta có thể sử dụng được ok rồi ha. Một cặp này chỉ dưới 1 triệu thôi là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta hát thỏa mãn nhu cầu cá nhân của chúng ta. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh chị và các bạn, chúng ta đang nghe được Lê Hoàng test micro Debra A15 qua loa kẹo kéo. Chúng ta chỉ cần ghim cái đầu thu thẳng vào trong cái micro của loa kẹo kéo, âm ly, mixer là chúng ta sẽ ok rồi. Và một điều đặc biệt mọi người thấy này, cái mic von Lê Hoàng vặn có một xíu thôi, nó rất là nhạy. Đó,
Ok, rồi bây giờ Lê Hoàng sẽ hát một đoạn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nha. Có một cặp micro là nha mọi người. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ngỡ phương xa tôi người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miên man, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau hay tâm hồn thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Anh chị bạn yêu thích thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio để sở hữu cặp A15 này qua số điện thoại là 0989737960 có Zalo. Và đặc biệt anh chị và các bạn, chúng ta có thể truy cập website lehoangstudio.com, trên đó có đầy đủ thông tin cũng như đặt hàng trực tiếp trên đó luôn nha. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.